chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì hôm nay anh em mình sẽ có dịp đi trải nghiệm một cái homestay ở trên Hồng Thái. Thì ở đây luôn luôn nổi tiếng với khí hậu quanh năm mát mẻ và rất là nhiều những cái đặc sản. Và hôm nay sẽ mời các bạn cùng mình đi trải nghiệm nhá. Vâng, đây là cổng vào của homestay, gọi là homestay Mắc Cọp của Hồng Thái. Vâng, hôm nay có những cô gái người Dao rất là xinh và ra để đón tiếp chúng tôi này. Đây là khu vực ngủ đây hả em? Vâng ạ. Đây là khu vực ngủ. Bên này là cái dãy nhà, cái dãy phòng tập thể. Còn cái bên này là ba phòng riêng. Nghĩa là khách muốn ở phòng riêng thì sẽ có phòng riêng đúng không? Còn kia là ngủ tập thể đấy nhỉ? Homestay ạ, ngủ kiểu homestay ngủ tập thể mà. Ừ. Thế ở đây là giá cả như nào em? Ở đây thì giá thì do xã người ta quản lý, người ta có giá chung là cứ mỗi một khách là 80.000 một người trên người. Ừ, thế thì cũng hợp lý, rẻ thôi nhỉ. Đây là phòng đơn đấy đúng không? Vâng, bên kia có phòng đôi. Có một phòng đôi. Phòng đơn này là cả hai người cũng ngủ được chứ nhỉ? Như là ví dụ là người yêu, vợ chồng ấy. Được mà, giường 1m6 mà. Vâng, đây là khu vực phòng ngủ của homestay. Thì nhà được thiết kế theo phong cách của người dân tộc Dao vùng cao ở trên Hồng Thái này, và có mái ngói này, và ở đây thì sân thì mình thấy là có lát đá và nhìn cũng rất là bắt mắt và dân dã. Và đây là cái hình như là khu vực sân khấu để giao lưu văn nghệ này các bạn này, và ở dưới là có những cái thanh tre này để chúng ta có thể ví dụ là đốt lửa trại để nhảy sạp ấy. Đấy cũng rất là vui. Con gái ở đây hầu như ai cũng da trắng nhỉ. Em là người trên này à? Thế là nhà mình ở đây là có bao nhiêu phòng? Nhà em ở trên này là có 3 phòng, có 3 phòng riêng và có 2 phòng tập thể. Rồi, uống nước đi nhỉ. Rồi, mời em nhé. Thế em ơi, thì bọn anh bây giờ muốn đặt cơm ấy, thì ở đây có món gì nhỉ? Trên này thì có những cái món đặc sản của vùng miền như kiểu bọn em làm theo mẹt đấy. Một cái mẹt thì làm lợn mẹt, ví dụ như lợn tên lửa. Người ta gọi là lợn bí. Có thể quay cả con hoặc là mình luộc cả con để chấm mẻ. Có thịt chua, thịt lợn chua, thịt treo gác bếp. Thịt có gà đồi không nhỉ? Có gà đồi. Xong các món rau rừng, rau cải nương, rồi là bí thơm. Thế thì bọn em làm cho anh một mâm nhé. Vâng.
Tối hôm nay bọn anh muốn trải nghiệm là thử cái du lịch trên Hồng Thái này xem như nào. Hôm nay em sẽ làm một cái mẹt để mời các anh. Vâng, đây là các anh em chủ nhà, đây là đang mổ lợn để chuẩn bị tối nay sẽ tiếp khách nha các bạn này. Món này món này là món nướng nhỉ? Là thịt gì đấy em? Nhìn ngon nhỉ? Cái này là đang làm món gì đấy em? Đây là món nộm. Thịt lợn nộm à? Nghe cũng là lạ nhỉ? Lạ. Thôi hôm nay được bữa trải nghiệm homestay Mắc Cọp ở Hồng Thái thì xin mời anh em cùng nâng ly chúc sức khỏe nhau một chén nhỉ. Nhập cuộc. Rồi mời các bác nhá. Đúa lại rơi rồi. Mọi người dùng đi nhỉ. Thử miếng thịt lợn đen nướng này, nhìn rất là hấp dẫn. Cái mùi vị thịt nướng này nó rất là thơm nhá nhỉ, mà nướng chín tới này nó rất là không bị khô. Người ta được 2 chén rồi. Đó, em bị thiệt mất 2 chén đấy. Vâng, bây giờ bà chủ mãi mới thấy mặt để vào mời anh em một chén này. Bà chủ hôm nay trông rất là xinh này. Ừ, chúc sức khỏe mọi người nha. Ừ. Cảm ơn nha, hôm nay bữa cơm rất là ngon. Bữa cơm hôm Tây ạ. Người vùng cao là thế. Như con gái ở trên này ai cũng biết uống rượu đấy hả em? Uống đi Sơn. Em ai cũng uống được rượu à? Con gái trên này ai cũng uống được rượu. Ít nhất là đôi trai anh ạ. Ai à? Tên uống đi để bắt tay gái. Được chung đâu, mày là nhân vật chính luôn.
chân đồng loại, tình người trong ngày mai, thành phố nơi tôi sẽ về với người trên núi linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên này. Nhạc nào chú ơi, bật nhạc.